Xin chào các anh em và các bạn trẻ nhé. Hôm nay tôi làm video về một cái vấn đề là phay cái lỗ khóa cho cửa nhôm sinh pha nhé. Thì nó bao gồm cửa sổ và cửa đi. Thế thì phay nó như thế nào? Thế thì cũng có nhiều anh em thắc mắc với comment rằng là tại sao cái phay cái nhôm sinh pha này khó đấy. Thế thì phay khó này thì dùng máy cắt tay cho nó còn hơn. Thế cũng có một số người tôi đi tìm hiểu ở các xưởng thì thấy họ cũng mua máy phay về nhưng mà họ không sử dụng được, họ không mỗi một lần họ sử dụng cái máy phay là họ rất ngại. Thế thì nó nguyên nhân là do đâu? Thứ nhất là họ không hiểu hết các yếu tố cơ bản của cái chuyện sử dụng cái máy phay như thế nào. Thứ hai nữa là có những cái rất đơn giản thôi, mà ví dụ như cái lưỡi phay đấy. Đây tôi cho anh em xem cái lưỡi phay. Đây là cái lưỡi phay ngón này đấy. Cái phay này thì phay nó cũng không ra gì đâu đấy, nó có bốn me và tức là bốn cạnh để nó cắt nhôm. Thế nhưng mà cái này thì phay thì nó rất là kêu và nó hay bị cùn nhôm, nó bết vào đây, nhôm bết vào cái răng là hỏng luôn. Thế là thường xuyên phải phun dầu vào để cho nó làm mát. Thì cái hiệu thép này thì nó là HSS, tức là nó chỉ là thép gió bình thường thôi. Thế thì cái này thì phay nhôm cũng được nhưng mà nó kêu và nó không ngọt, không êm, phay nó không nhanh. Mặc dù là kỹ thuật mình phay thì cũng không phải đến nỗi nào nhưng mà nó vẫn cứ bết nhôm vào đây. Thế thì giải pháp là phun dầu vào, cứ phun phay một đoạn lại phun dầu. Thế là nó rất là kêu và làm nó không năng suất, và cái mối cắt thì nó vẫn bị bết nhôm, thành ra là mình vẫn phải tẩy cái miệng của nó đi. Nó giống như là mình cắt tay ấy, cắt xong là nó bết nhôm vào thì mình phải lấy đục mình gạt nó đi. Đấy, hoặc là dao chổ mình gọt đi. Thế thì nó rất là bất tiện và nó làm cho mình làm nó không năng suất. Đấy, chính vì thế là nếu mà cái này mà phay nhựa thì ok, không vấn đề gì, nhựa nó rất là mềm thôi, nhưng mà phay nhôm thì nó chưa ổn. Chính vì vậy tôi đã phải đi mua một cái lưỡi phay khác. Cái lưỡi phay cũ này thì chỉ có 30-50 nghìn thôi, nói chung là của rẻ là của ôi. Thế tôi đã đi mua một cái mũi phay khác. Đây là cái mũi phay, cái vỏ hộp mũi phay, còn mũi thì tôi đã lắp lên trên máy rồi và thay phay thử rồi, rất là ngọt đấy. Thì hiệu của nó đây này, đọc chữ tiếng Anh này, nó phủ một lớp carburet hay cái gì đó đấy. Thì cái mũi phay này nó rất êm nhá. Tí tôi thử cho anh em xem nhé. Thì đây là cái mũi phay mà tôi đã lắp lên trên máy đây. Các anh em nhìn này, đấy nó bóng, nó phủ một lớp gì mà nó xanh xanh, nhưng màu sắc nó rất là ấy, nhìn nó cái độ thép của nó phê chưa. Đấy, và nó chỉ có một lưỡi thôi nhá. Đấy, ánh thép của nó nhìn nó tím tím, xong nó lại giống như có nét cầu vồng vào đó. Thế thì lát nữa tôi phay thử cho anh em. Thế tôi giới thiệu qua cái máy phay này tí. Máy phay này thì trước khi chúng ta phay chúng ta phải kẹp cho nó thật chắc, kẹp phôi chắc nhé. Đấy. Thế còn cái này là cái điều khiển mũi khoan. Đấy, còn đẩy chúng ta cầm cái tay này, nó có tác dụng nó vừa đẩy ra đẩy vào. Đấy. Thế còn các tùy chỉnh của nó thì chúng ta có các copy sẵn đây rồi, chúng ta chỉ cần đưa cái này vào. Đấy, ví dụ tôi thả xuống thì nó sẽ có cái điểm tì. Đấy, cái chân nó ở dưới nhỉ, anh em nhìn thấy cái chân, nó gạt vào cái đấy và nó tì vào đấy, nó chạy xung quanh này.
Đấy, ví dụ mình khoay lỗ quá nó thế. Đấy, nó rất nhiều lỗ. Để mình có thể mình thả cái đó vào. Và cái này nó có thể chỉnh ngang chỉnh dọc cái mâm này. Nó có thể chỉnh ngang chỉnh dọc rất là dễ dàng. Và nó còn nhiều cái nút khác. Nói chung là cơ cấu của cái máy phay này thì nó chạy ngược chạy xuôi rất là dễ dàng nhé. Nếu mà mình biết sử dụng thì dùng máy phay này nó cũng rất là kinh tế. Nó kinh tế hơn là so với cái máy dập, mà ví dụ như là dập các loại khóa gì đó, khóa chốt. Dùng máy dập thì nó rất là đắt tiền, hơn 100 triệu một chiếc. Thế nên là dùng máy phay thì nếu mà mua ở thị trường thì nó rất là rẻ thôi. Bây giờ nó khoảng đồ cũ thì khoảng 5-7 triệu hoặc là 10 triệu, mới thì khoảng 15-20 triệu là dùng tẹt ga rồi. Đấy, anh em dùng rất là tốt rồi. Thế giờ ngoài các yếu tố kỹ thuật, người phay, thợ phay ấy, mà biết phay ấy, mà giỏi ấy, thì phay nó rất là nhàn. Đấy, và nó sản phẩm nó rất là đẹp. Mà nhôm xích pha nó là nhôm cao cấp, mà mình phay mà nhìn nó nhom nhem thì khách họ cũng cảm thấy không chuyên nghiệp lắm. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ phay thử cho anh em xem nhé. Đây là cái thanh cửa sổ này. Cái điểm này là điểm giữa của cái thanh cửa sổ. Đấy. Đây, cái lỗ nó sẽ như thế này. Cái vị trí bây giờ là mình muốn cho nó rộng hơn tí thì mình có thể mình kê đệm ở bên kia ra cho nó dễ, tùy theo. Cái này nó rất nhiều cách chỉnh, mình làm nào cho nó nhanh tiện cho mình nhá, không có tí ria này nhá, tay sờ thoải mái này. Đấy, lát nữa phay một đường ở chỗ này. Đấy, và bây giờ cho nó rộng ra một tí cho nó thoải mái, khi cái trục nó nằm xuyên vào đây thì nó di chuyển nó dễ. Đây là cái miếng alumi nó dày 3 ly. Đấy, anh em thấy chưa? Thoải mái. Bây giờ phay thêm lỗ này. Để phay thêm cái lỗ này thì nó hơi khó hơn, tại vì cái mặt phẳng lúc này nó không còn phẳng để ép vào cái thành của máy nữa. Thì chúng ta có thể là lợi dụng cái nẹp sập của nó này. Đấy, khi chúng ta ép vào đây cái là nó sẽ thành mặt phẳng luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thế là cái chỗ này mình sẽ tựa vào cái mặt của cái thành máy. Thế chúng ta phay thì nó sẽ không bị kẹp, là nó mới chắc được nha. Nếu mà phay cái này mà kẹp không chắc là nó văng lung tung rồi là gãy hết cả mũi. Mũi thì là đắt tiền. Đấy, thế nên là chúng ta cần lưu ý cái đấy. Bây giờ tôi phay vào cái điểm giữa của cái này nhé.
Đấy các bạn xem. Cái này là đủ để cho mình lắp cái tay nắm vào thanh chuyển động rồi. Đấy. Không có tí vía nào, nhưng lưỡi phay này nó rất là tốt. Nên là chịu khó đầu tư cái lưỡi phay cho nó ngon lành cành đào thì phay nó sẽ đẹp. Đấy, cái mặt bên này là mình lợi dụng cái nẹp sập để nó vuông, nó phẳng. Thế là đấy, đã xong một cái. Bây giờ tôi thay nốt một loạt này. Đấy, chỉ một loáng thôi là đã xong hết cái tay nắm và thanh chuyển động cái lỗ này nhé. Anh em thấy đẹp không? Xem đến đây mà thấy đẹp thì cho một like. Tiếp bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? Đi phay cái lỗ khóa của cửa đi nhé. Đi. Đây đánh dấu sẵn này. Chúng ta xác định chiều mở và đánh dấu có cái giữa chúng ta dùng để chúng ta xác định cái lỗ khóa. Bây giờ tôi phay cái bụng khóa trước nhé, từ đây đến đây. Sau đó chỉnh máy một lần lại phay đến cái lỗ khóa này. Đấy, chỉ một lúc là xong. Các bạn chỉnh cái lưỡi phay làm sao cho nó ăn đều vào hai bên, chứ không là một bên lẹm là nó mất cái chân này. Đấy, khóa nó sẽ ngồi lên cái bờ này. Đấy, lát nữa thì chỉnh máy để khoan lỗ phay chỗ này.
Bây giờ ra xem thành quả mình phay như thế này. Đấy. Chung là thẳng tắp. Đấy, rất là nhanh nhé. Giờ đi phay nốt cái lỗ của ổ khóa này. Thêm tí cho nó thợ lắp đặt nó dễ lắp, dễ chỉnh khóa. Các bạn trẻ thì cố gắng rèn luyện cho mình cái kỹ năng làm việc, kỹ năng lao động thì cũng kiếm ra tiền nhá. Không túi thì cũng phải làm xếp cho mình kiếm đầu. Đấy anh em bạn trẻ cố gắng rèn luyện cái kỹ năng làm nhôm sinh pha là cũng kiếm ra tiền nhé. Không cứ gì cứ phải làm xếp mới có tiền. Đấy, sau khi phay xong nó sẽ như này. Đấy, trên cái lỗ điểm này thì sau chúng ta khoan bằng mũi khoan tháp là nó tròn là nó sẽ đẹp và nhanh. Còn phay khóa đưa lên bàn phay thì chỉ cần những cái chỗ mà nó khó. Đấy, nhoáng một cái là đã xong. Gần đấy cái 7 bộ cửa rồi. Xem đến đây thì anh em thấy được thì cho một like nhé. Chia sẻ cho các bạn khác và đăng ký kênh nhé. Bấm chuông để theo dõi video mới.